Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen đã được coi là trận chung kết của bảng C, bởi đội nào giành chiến thắng sẽ có vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây là cuộc cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt khi cả hai đội đều gặp các đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều trong lượt trận cuối. Trận đấu quyết định diễn ra với sự thay đổi nhẹ trong đội hình của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chusier đã quyết định thay đổi chỉ một cái tên so với trận đấu đầu tiên gặp U23 Guam ngày 6 tháng 9. Tiền vệ Hoàng Văn Toản, người vừa giành chức vô địch V-League 2023 với câu lạc bộ Công an Hà Nội, được trao cơ hội đá chính thay cho Võ Hoàng Minh Khoa ở tuyến giữa. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, dù không có màn trình diễn nổi bật trong trận gặp U23 Guam, vẫn được bảo trọng ở vị trí hành lang cánh phải. Huấn luyện viên Chusier có thể muốn tận dụng khả năng phòng ngự của Đức Phú để đối phó với những pha tấn công nhanh từ hai cánh, điểm mạnh của U23 Yemen. Trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính khi cách các cầu thủ đá cánh tác động lớn đến lối chơi của U23 Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng. Trận đấu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen đã chứng kiến sự thận trọng hơn từ đội chủ nhà. Mặc dù kiểm soát bóng tốt hơn, U23 Việt Nam vẫn chưa thể hiện lối chơi rõ nét và không tạo ra tình huống nguy hiểm trong hiệp đầu khi đối đầu với U23 Yemen đá sâu. Các đường truyền không chính xác và thiếu sự đột biến khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc xâm nhập hàng phòng ngự đối phương. U23 Yemen đã thể hiện sự nguy hiểm qua lối chơi phản công từ hai cánh, đặc biệt là đội trưởng Ahmed Ma với tốc độ và khả năng xuyên phá tốt. Đội bóng Tây Á này đã có nhiều cơ hội để ghi bàn trong hiệp đầu nhưng không tận dụng được hoặc thiếu may mắn. Tình huống này tái diễn kịch bản của trận gặp U23 Guam, khi lối tấn công mất cân bằng và các tiền đạo của U23 Việt Nam chơi thụ động. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Chusier đã thực hiện những sự thay đổi với sự xuất hiện của Hồ Văn Cường, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào ở hai cánh. Những thay đổi này đã mang lại nhiều đột biến trong lối tấn công của U23 Việt Nam. Phút 84, Bùi Vĩ Hào đã ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng cú đánh đầu, giúp đội chủ nhà giành 3 điểm quan trọng. Ở trận đấu cuối cùng của bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore trên sân Việt Trì. Đội U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ và hướng đến việc giành chiến thắng để hoàn thành vòng loại với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, U23 Yemen sẽ đối đầu với U23 Singapore.